rồi cát cát ở dây dây nước luôn. Anh Minh quay lên cái đã nè, anh Minh Minh nhìn đây là ok, ok bộ Minh đây. Nam đi mới 30 tuổi đây nhưng mà vẫn cát lót để đi bón. Ê và trong quá trình làm ruộng đồng thì chúng tôi làm một cái nhà lá bằng một cái nhà bằng lợp bằng lót. Đây là cánh đồng mà chúng tôi đang làm rộng bồ la. Cái cắm cắm máy đó. Tận dụng những cái bỏ để tạo nên một cái nhà mát tí mênh mông. Cát nữa đi, cát nữa đi, cát bỏ đóng lại đi, cát giọt kia kìa. Minh Minh, ơi, có ăn hả? Kéo lên. Lấy ổng mon vô. Động cái chi? Cái ly mà động giò nó. Đồ. Có lấy cái cá nè, có nước sốt trùng á, có nước sốt trùng nè, nó bò nuôi bò, nó bò kêu bứt cái lông bỏ vô chứ đứng cho đang mà động cái vỏ quéo à, đù mà quéo kinh đó chứ, quéo kinh vậy. Đù mà kinh. Từ từ đã.